Pogba ấn định thắng lợi 2-1 trước Ante, giúp Ronaldo thiết lập kỷ lục mới tại Ả Rập Xê Út. Cụ thể, Ronaldo là cầu thủ ghi được 10 bàn nhanh nhất trong lịch sử Saudi Pro League trong một mùa bóng. Anh ghi 10 bàn cho Al Nassr mùa này chỉ sau 7 lần ra sân. Từ đó, dẫn đầu danh sách vụ phá lưới và hơn người xếp ngay sau là Salem Al-Dawasri, Al Hilal 4 bàn. Từ khi khoác áo Al Nassr, Ronaldo đã chơi 34 trận, trong đó anh góp 30 bàn và có 8 kiến tạo. Chắc chắn con số này sẽ không thể dừng lại, đặc biệt vào thời điểm hiện tại CR7 đang đạt phong độ rất cao. Tính riêng trong năm 2023, Ronaldo đã ghi tới 35 bàn trong màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Đây là con số còn ấn tượng hơn so với 33 bàn của Mbappe. Trong làng bóng đá, cầu thủ sinh năm 85 hiện chơi thủ Haaland, người đang có trong tay 37 bàn thắng trong năm dương lịch 2023. Ở trận đấu này, Ronaldo dù có 1 bàn và 1 kiến tạo, nhưng không được một số trang thống kê như Flash Score hay Sofa Score chấm điểm cao nhất trận. Lý do là bởi anh cũng đã bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn. Al Nassr đã có chiến thắng thứ 9 liên tiếp trên mọi đấu trường sau khi hạ gục Ante. Hiện Ronaldo và các đồng đội đang có trong tay 18 điểm và xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Saudi Pro League. Trang chủ Man United đã thông báo Lisandro Martinez sẽ phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài vì tái phát chấn thương bàn chân trầm trọng mà anh đã gặp phải hồi tháng 4. Trước đó, Martinez đã thi đấu 6 trận ở mùa này. Tuy nhiên, anh đã vắng mặt trong 2 trận đấu gần nhất gặp Burnley và Crystal Palace. Theo thông báo, Man United sẽ tiếp tục đánh giá tình hình của Martinez trong những ngày tới trước khi đưa ra những quyết định tiếp theo. Với chấn thương này, cầu thủ người Argentina sẽ bỏ lỡ nhiều trận đấu quan trọng tại Champions League và Premier League. Bên cạnh Lisandro Martinez, Sergio Reguilón cũng gặp chấn thương và sẽ vắng mặt trong trận đấu vào thứ bảy tuần này với Crystal Palace. Theo The Athletic, hậu vệ người Tây Ban Nha có thể sẽ không trở lại thi đấu trước kỳ nghỉ quốc tế vào tháng 10 tới. Man United đã mất 3 hậu vệ trái tính đến thời điểm hiện tại. Trước đó, Luke Shaw và Taro Malaysia đều gặp chấn thương nặng. Tương lai của Sancho tại Man United gần như đã khép lại sau cuộc cãi vã với Erik ten Hag. Không chỉ bị chỉ trích vì màn trình diễn trên sân, Sancho còn đưa ra một tuyên bố đáp trả huấn luyện viên của mình rất gay gắt. Sau đó, Sancho được cho là đã từ chối xin lỗi ten Hag và hiện đã bị cách ly hoàn toàn. Bất chấp các đồng đội đã thúc giục Sancho hãy cất niềm kiêu hãnh của mình và xin lỗi, Sancho vẫn rất ngang bướng. Theo hãng tin Mundo Deportivo của Tây Ban Nha, Barcelona đang dành sự quan tâm đến Sancho và Anthony Martial, người cũng đang phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn ở Man United. Martial đã không thể gây ấn tượng kể từ khi chuyển đến Quỷ Đỏ vào năm 2015. Với việc gặp chấn thương liên tục, không có khả năng Erik ten Hag sẽ tin tưởng vào tiền đạo người Pháp. Barca hiện đang rất thích chiêu mộ những cầu thủ bất mãn tại các câu lạc bộ khác. Mùa hè vừa qua, họ đã mượn thành công bộ đôi João Cancelo và João Felix, những người cũng có hiềm khích với huấn luyện viên tại Marseille và Atletico. Barcelona vừa có được 3 điểm nhọc nhằn trước Sevilla tại vòng 8 La Liga. Trận đấu diễn ra rất căng thẳng, không chỉ trên sân mà còn cả những câu chuyện bên ngoài. Mới đây, Barcelona vừa đưa ra tuyên bố chỉ trích Sevilla sau khi câu lạc bộ La Liga từ chối cử đại diện tới cuộc đụng độ giữa hai bên. Sevilla đã thông báo với Barca rằng họ sẽ không tham dự bữa ăn giữa ban giám đốc hai đội và cũng không chấp nhận lời mời của Barcelona đến phòng riêng để theo dõi trận đấu vì những cáo buộc liên quan đến vụ bê bối trọng tài của Barcelona. Sau khi nghe những lời từ chối phũ phàng từ phía ban giám đốc của Sevilla, Barca được cho là không hài lòng và có động thái đáp trả. Chúng tôi muốn công khai thể hiện sự phản đối của mình trước một cuộc tấn công phi lý và không phù hợp từ Sevilla. Cái gọi là vụ án Negreira không thể coi là cái cớ cho những hành động như vậy, vì thủ tục tư pháp đang trong giai đoạn bắt đầu và quan điểm của Sevilla rõ ràng là sai. Đối mặt với quan điểm không thể chấp nhận và không chính đáng này của Sevilla, chúng tôi đã cắt đứt mọi quan hệ với tổ chức của Sevilla. Rõ ràng Barcelona đang rơi vào rắc rối không mong muốn. Đội bóng này đang phải chịu rất nhiều áp lực không chỉ bên trong mà còn bên ngoài sân cỏ. Marco Van Basten không đánh giá cao Lionel Messi về cá tính và tổ chức thủ lĩnh, nên để anh ngoài nhóm 3 cầu thủ hay nhất một thời đại. Với tôi, Pelé, Maradona và Johan Cruyff là 3 cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử. Khi tôi còn nhỏ, tôi muốn được giống như Cruyff. Pelé và Maradona cũng thật đáng kinh ngạc. Messi là một cầu thủ vĩ đại, nhưng Maradona cá tính hơn. Messi không phải là người đứng đầu trong các cuộc chiến. Tôi cũng không quên Cristiano Ronaldo, Platini hay Zidane. Mùa hè vừa qua, thay vì đến Ả Rập Xê Út chơi bóng,
Messi đã chuyển đến Mỹ đầu quân cho Inter Miami. Trước đó, Van Basten cũng đã khuyên Messi không nên chọn Al Hilal. Messi đang giữ kỷ lục giành được 7 quả bóng vàng và 44 danh hiệu tập thể. Năm 2022, cầu thủ này cũng đã dẫn dắt Argentina lần đầu tiên giành được chiếc vô địch World Cup kể từ sau Maradona. Messi cũng là người duy nhất từng hai lần giành quả bóng vàng World Cup. Van Gaal đã phải rời sân trong cuộc trận đấu với Brighton tại Carabao Cup. Cầu thủ người Anh đã được kiểm tra vào hôm thứ Sáu. Việc Gaal phải nghỉ thi đấu một thời gian là điều mà Chelsea đã lường trước. Tờ Standard khẳng định Gaal sẽ vắng mặt ít nhất trong 4 tuần. Như vậy, Gaal sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến hết tháng 10. Điều này đồng nghĩa với việc hậu vệ người Anh cũng không thể tham dự các trận đấu tại vòng loại Euro 2024. Van Gaal đã gặp phải 3 chấn thương gân kheo kể từ đầu mùa này. Anh chỉ mới trở lại từ giữa tháng 9 nhưng đã liên tục gặp chấn thương. Marco Kurawa và Ian Marsen cũng là những ứng cử viên thay thế cho Van Gaal khi cầu thủ này vắng mặt. Việc thiếu vắng Van Gaal là một tổn thất lớn với Chelsea. Năng lực tấn công của Chelsea mùa này rất kém và vấn đề này càng nên trầm trọng hơn khi họ thiếu hai hậu vệ biên tốt nhất của mình là Gaal và Reece James. 6 ngôi sao của Arsenal đã không tập luyện vào chiều thứ Sáu trước màn đụng độ ở vòng 7 với Bournemouth. Pháo thủ đã gặp phải một số lo ngại về chấn thương trong vòng 2 tuần qua. Gabriel Martinelli đã bỏ lỡ 3 trận đấu gần đây nhất. Anh gặp vấn đề trong chiến thắng trước Everton. Leandro Trossard cũng không ra sân trong trận hòa trước Tottenham Hotspur. Declan Rice buộc phải nghỉ thi đấu ngay sau hiệp 1 trước Spurs. Saka cũng tập tễnh rời sân trước khi thời gian thi đấu chính thức khép lại. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận gặp Bournemouth, Mikel Arteta xác nhận cả 4 cầu thủ trên đều vẫn chưa thể tập luyện. Rice chưa thể tập được. Chúng tôi sẽ chờ thêm thông tin từ cậu ấy. Martinelli cũng vậy, Trossard và Saka cũng tương tự. Tất cả họ đều không tham gia buổi tập cùng cả đội vào hôm thứ Sáu. Saliba thì gặp một vấn đề nhỏ, tương tự là trường hợp của Fabio Vieira. Cả hai đều không tập luyện vào hôm thứ Sáu này. Chúng tôi vẫn đang đánh giá rất kỹ lưỡng vấn đề mà họ gặp phải. Tất nhiên, tôi thì rất muốn có cả hai ở trường gặp Bournemouth.